nhớ mới lại hả chú nhớ. Chú mới lại con, lâu quá không gặp ha. Lâu quá không gặp chú nhớ. Con cơm hả? Con cơm cái gì? Con ăn cơm với cá rô nấu canh chua hả chú nhớ. Chú nhớ ăn mày con ăn cơm hả? Cha con ngủ rồi hả? Cha con ngủ rồi chú nhớ. Chú quay con đây. Chú quay con đây hả? Chú nhớ quay con đây hả? Con đi đám ma mới về hả ông Tú? Mới ghé đám ma. Có ông bò. Có ông bò nữa hả? Ông bò con vịt quay đó hả? Nè, tôi đem mới đem nó cái lò xuống kìa, để nướng cho nó dễ. Mua miếng cốc lết. Hộp điều hả chú nhớ? Nè, cái này là hộp điều nè, cái hộp này là kêu để hôm qua đi bật liêu hả? Bật liêu hắm gài. Cái dạng như là mình bỏ dầu vô á, mình thắng cho nó ra màu á, cho nó ra vàng vàng cái được rồi. Cái hộp cái tổng á. Cắm ở đâu dính gì ông Tú? Cắm cá lóc đâu dính vậy? Con tao còn gẫm luôn á hả? Cái này cá rô ở đâu vậy? Đi qua sông văng lưới rồi sạc hết. Dạ. Ủa rô rắn đâu nhóc thằng chứ? Bẻ nè, mình thấy không gài, tôi thấy tôi mà mới bẻ nè, non quá trời. Bẻ, không có miếng bông gì vậy, bẻ nghe, tóc. Này có rau chóc của ta. Rau chóc này chấm mắm ha, mắm kho. Xào cũng được á, với rau chóc này nè. Này chứ bẻ luôn hả? Tôi chả bẻ, còn rau đắng này tôi đi hái rau chạy về tôi bẻ nè. Vậy là mấy cái này là bên Hậu Giang không hả? Bên Hậu Giang á. Tính ra là bên đây đó giờ lâu lắm là em không thấy rau chóc quá ta. Tiệt luôn á, xịt phân thuốc bây giờ thầy dạ. Không ăn cũng không có. Bên Bạc Liêu mình là không thấy rau chóc luôn á. Bên đây á mặn thèm. Chỗ này là cũng nhà của anh Tú luôn nghe, cả nhà mình thấy cũng nhiều người hỏi luôn á. Mình trả lời luôn. Mà thường thì gia đình thì kéo bên đây cho nó mát. Bệnh nóng quá rồi. Từ các cái nhà mình thấy vợ anh đâu có mà ở bển đâu anh ở bên đây không. Lúc trước gom qua bển ở. Thả luôn hả? Không quá thả. Ổn quá. Cho nó xuống ra. Giờ kiểm điện. Hỏi mày con đi sâu nhái không Hào? Trời nắng con không có sâu chú nhớ hả? Trời nắng quá nhái không có lên phải không? Trời nắng quá nhái không có lên chú nhớ. Nó không có chui. Trời nắng quá nhái không có chui ra chú nhớ. Thế là bảo tố không bà nó ra vậy. Chút nữa nướng thịt cho con ăn nữa chứ nha. Nướng thịt cho con ăn chú nhớ. Thịt chú đang ốp. Giờ nó chưa có thấm cái gia vị vô. Bằng cái lục cục cái hai con cạp nó chạy ra nó ngóng. Hai con vịt nó đòi ăn này kìa. Đấy, bụp nó đòi ăn này đó. Đó đúng. Đấy sao? Con vịt mái hồi chưa bay ra được á. Nó chui cái lưới à. Nó có nhảy nọc chưa ông Tú? Chưa con nào biết chịu chống chịu máy nha. Chắc có thể là nó nhảy nọc, nó nhảy dưới nước không ông nội ơi. Mà chưa đâu, thấy nó còn nhỏ quá, không nên nghĩ. Thì nó xuống nước nó đạp ra ngoài, lội vịt nó xuống nước nó đạp chứ. Cái gô nó hình chua hay gì ông Tú? Nó hình chua. Hình chua gâu đắng hả? Hái đâu mới gâu đắng, đi hái gâu chạy gâu đắng vậy nè, thì anh đi mà dân ứng được mấy con này nè mới xong. Rồi về được bữa cơm chiều. Cái lợp này hôm nay có dính cá không? Không có dính thì mới đem lên dựng ra. Phèn không chịu chài ra. Ta gỡ mấy cái sườn của nó ra. Rồi ông cái gì tôi tự chài được. Quay Hào cái Hào nó hãy ngược cái liền. Nhiều người con là khen con hớt tóc đẹp trai lắm á Hào. Khen con hớt tóc đẹp trai hả chú nhớ. Hôm nào chú chở con đi chơi nó con chịu không hả?
hôm nào rảnh chú chở con đi chơi nữa, đi ăn phở đồ này kia chơi. Đi ăn phở đồ này kia chơi hả chú Nhẫn? Ừ. Bữa nào đi ha. Bữa nào đi nghe chú Nhẫn. Bữa nào rảnh đi. Bữa nào nghe chú Nhẫn. Nói gì vậy nó nhớ hết trơn cả nhà. Chắc bữa nào rảnh tôi chở nó đi đâu ta? Vĩnh Ti đồ ta. Ê, Hậu Giang đồ này kia đi. Chẳng hạn như là ngoài chợ đi, gần đấy đi. Ngoài chợ nhà sáng trung tâm bên đây nè. Lương Nghĩa hả? Lương Nghĩa. Nó biết bển cho nó hay đi bển ta, nó có đi bển đi rọ bển ở nó không ta? Có mà lần ô tô đi hoài gì? Đồ ô tô lại. Nó về đó nó có qua. Nó đi ra ai chở đi hả đi ơn? Đồ qua bển nên rồi sao biết đường về chạy? Biết đường về không? Có biết đường về không? Biết đường về này bển biết chưa. Để nay mai chú anh rảnh đi rồi chú mà chở con bệnh chơi. Rảnh đâu chú nhở? Đi kiếm chỗ nào ăn phở nữa. Ăn phở hay ăn bò kho đi cho nó lạ đi ha. Hồi đó cho con ăn bò kho chưa? Chưa chú nhở. Để bữa nào đi chú chở con đi kiếm chỗ nào bán bò kho rồi. Cái trời nắng này làm như cái giống rau. Chở con đi ăn bò kho hả chú nhở? Mình dưới đó cũng có chồng mà chết queo. Đó hả? Vô cần gì lắm. Chắc kêu một tô bò kho mà tô mà bự bự chút xíu. Phải tô nhất à. Ý, con đực nó nhường con cái ăn. Chồng vợ vợ ăn. Nó ăn hết nổi chồng mà ngọng nó nghĩ ăn đó. Hai con vịt của anh Tú. Ủa ông có cho nó đi bơi không Tú? Không. Sao vậy? Cho nó xuống nó lội nó quậy mấy cái vộ lên xe. Có không có tắp lội bạn rồi. Rồi nó chút chuộng ra. Nó xuống nó quậy nó lên ba cái phèn á. Ông có tắm cho nó không? Có lâu lâu rồi xịt nước cho nó. Ờ. Con chó ngày qua cũng tắm lậu nữa chứ thằng nhỏ nó thấy phụ chạy lên cho mấy tắm lậu nữa. Để cho nó quậy banh mấy thằng cá. Nó tắm được một lần giờ nó quen rồi, cái ngày qua nó mà hấp nạt là tắm nữa rồi. Con chó à hả chị? Nó tự lội xong hả? Mới đầu thì ổng giục xuống cái qua này sao cái nó làm như nó phê. Cái bắt đầu nó trời nắng nóng quá nó nhảy xuống tính tắm thằng nhỏ để mày đi lên cho nó mới chạy lên cho mấy nó tính tắm lậu nữa. Để em gấp thang qua bên đây bốn thằng ta hồi mình ngồi ở trước ăn Tú ơi, trời mát trời ơi nghe chú nhở. Bay sạch hả chú nhở? Chào cả nhà. Xin chào. Sắp sửa chuyện nhậu. Đây cả nhà. Thịt cũng hấp dẫn không? Giống cơm sườn không? Giống cơm sườn. Đây thì thịt mình cũng ốp sơ sơ thôi cả nhà ơi. Những cái gia vị thông thường. Đường miếng đường ít thôi, không có đường nhiều, ở đường nhiều á sợ nó đen. Bột ngọt, tỏi, nước mắm, muối, không có cờ no, tại nhà anh Tú hết cờ no rồi. Đó. Thêm một miếng dầu điều nữa cho cái màu nó lên đập đẹp, nó vừa thơm nữa. Còn miếng vậy thì nó nhỏ quá. Chén quá cà chế của mình hơi quậy lên. Chập cái mé đường đi nè, của chỗ bờ tràm nè. Nó ăn chua hả? Nấu ăn chua. Ăn chua rau đắng cá ngô đồng. Có trong bản còn thương rau đắng một sâu hè đó. Giữ gì có rồi chứ ông không nghe bài ca Châu Thanh Phượng Hằng ra đó trời. Bài ca đó là Tấn Vũ hoặc là Như Huỳnh
Nắng Hạ ơi, mây trôi lang thang cho Hạ buồn. Ừ, rau đắng ngon. Cái này là rau đắng gì trời? Ông nói rau đắng đồng. Ông nói cô Năm ơi, không phải thằng nói Châu Thành đâu, bây giờ nói là thằng Châu Đái đó. Cái bà đâu biết bà. Có bà chân hững. Bà nói thằng này nói cái gì vậy? Bà không biết. Chú có cái thang á gấp mấy cục ra ngoài luôn không Tú? Còn thang á thiếu đồ hả? Ừ, cái thang á. Tại vì còn miếng nữa, còn cái dĩ đó không đủ, còn một miếng nữa. Có mẻ sao không múc ra ngoài không gì không? Ông dạo quá. Anh chui có mẻ hả? Wow, có gô trứng không chạy? Ừ, cái gì? Ông vớt con lên trứng. Con nào cũng trứng chân á. Chào bá. Thấy mê nha. Trời ơi, cái gô nó kiếm chuyện hoài. Nó biết lỗi. Ủa cái dây là dây gì chứ? Dây chuối hả? Dây chuối á. Ấy kêu ngào ra cho nó miếng thịt, hồi nãy tôi hứa nó gọi đó. Nó đang ngủ. Nó đang ngủ hả? Kêu nó là cái gì nó quạ đó. Nè, vậy là cho con nói nó miếng này luôn đi, miếng này ngon quá nè. Ngon lắm nè, miếng này chắc là ngon nhất luôn á. Nó dày nhất. Bây giờ nhất tôi để sao? Cái này sợ bốn. Vậy để ra ngoài đi. Cho tôi nướng cho nó. Để kéo không? Lấy kéo cá không? Thôi người miếng cắn cạp mẹ đi. Tao lấy kéo tôi cắt nhỏ nhỏ đâu mẹ được. Vậy là phải lựa từng cọng vậy đó hả chế? Lấy ra cái cọng nào ấy sắp lại cho bằng đầu. Bẻ cái này thấy ít gì? Trời nắng này đai. Dài nắng. Bà cô chạy thách. Nắng quá mà làm như gao nó không có ló ra được. Nắng quá nó bị cỏi á. Có mưa nó cũng mát, nó gao nó cũng ra nhiều nữa. Cái này khoảng mấy ký ta? Cỡ 4 kg lô. Bị này nó nở bung bung ra. Cái này là em thấy là chế cắt cái này hơi ngắn ta. Ừ, mai còn một tay đít lại nữa. Thấy rồi, cho nhớ nữa. Thôi, tôi nghỉ ăn rồi. Hả? Nghỉ ăn rồi. Ông mà biết ăn rau người ta mới chừa lại cho hái đó. Ừ. Bởi vậy tôi nói chết đâu, qua bữa nay còn tôi hái về. Tại nó không thấy là nó thấy. Bước cái chân dữ. Ủa mà cái ớt ra nãy không bỏ lên cái thịt luôn. Để lại đi, nó cũng thấm rồi, nó ớt chưa. Mời cả nhà bà con luôn nha. Vô luôn mời con cô bác cả nhà ơi. Rồi, cho nướng thịt cũng dễ. Hồi quên khác con nhỏ. Không khác nữa đâu. Tăng nó thấy khỏi. Tần lễ tôi không nhậu rồi đó. Qua đi Bạc Liêu chơi à? Hay là mấy ông gài? Đi lên thăm nội con cu á. Rồi tôi ở nhà mà tôi đâu đi chơi đâu. Cô không dám liên hệ với bạn bè luôn. Không muốn đi nhậu nữa. Gặp bạn bè thì làm gì giờ? Không để uống cà phê rồi về. Cũng phải làm lai gai chứ. Đâu có ai mà không nhậu được không? Gặp bạn bè không lẽ đi uống trà sữa. Trà đá cũng được. Nhất là phải là cà phê xong rồi cũng phải lai gai chứ. Lâm gâm rồi. Con mấy cũng cà phê giảm. Trời làm ngon chứ trời. Ngon hả? Tôi có ăn canh chua rau đắng không, múc ra. Thôi rồi chứ, ăn là mới ăn cơm cho biết cơm ăn đi. Miếng cơm là hết cắt chứ? Ừ? Chưa đâu, đi từ từ. Cái con nóng nè. Nãy mới ăn một miếng con nguội. Cắt vậy nhầm người nó sao dài, nó cắt dám nữa chắc tội nghiệp chết em.
rồi anh lấy gì em sống cho em sống chưa được không đúng rồi theo như cái đó vậy đó là vừa ơi được rồi đó luôn luôn khỏi cái lạc luôn đó khỏi lạc ở ngoài chợ lại mấy bán dài phòng loạn à mày cắt dài dữ vậy ở ngoài chợ bán dài phòng loạn à ừ tôi hái rồi tôi canh vừa vừa mà về còn tề đít tề lâu lại nữa đó cắt nãy giờ mà được có một lọn một hả một ký á hả nửa ký hả ủa một lọn nửa ký hả ừ, nửa ký lọn ký về nhầm người đó trời sao ăn hết trời gặp tôi một lọn mình nên tôi ăn hết chưa ăn rau lắm mà ăn cơm thì ít không lẽ bán 5.000 bởi vì nhầm người nó sao ăn hết trời còn chắc thằng thường nó mua cái đừng 10.000 á chứ nó mua nửa ký vậy ha dễ ăn bởi vì nhầm người nó một lọ này sao ăn mấy người ta mua 4-5 ký luôn ta có đáp là ta làm lỗ á bởi vì thành phố lỗ quá ơi mời đem số điện thoại cho nhỏ kia nữa vô nó bữa nay không có đi chợ nè nó nói có bà đi tháng sau em xài cỡ 5-6 ký đám á nhỏ lính của mình mới đó coi luôn dạ cái nào chứ nè nè có biết cái nào chứ để nó bên đây đi có hồi để đồ khác tại vì còn than nhiều là không mới bỏ vô đó em không à em không ngon chứ mà cái xả chấm nhiều hay mặn là mà tôi làm cái nghiên cứu tôi làm có muối ớt tôi bỏ vô keo cái lục muối ớt rồi chấm đồ nướng chấm tôm rồi á gan á chú gan rồi ớt chú cũng cắt ra chú gan cho khô rồi cái đâm lại đâm gì muối ớt nước thật đó mấy đứa nó làm muối ớt ngon lắm nó nửa ký. Mình làm cái mình bỏ vô cái nồi sinh tố á, lộn cái gì mà xay sinh tố á. Máy xay sinh tố. Ừ, cái mình xay lại. À mà cho nguội hả bỏ vô nha, còn nóng rồi cái máy nó hư đó. Còn nóng là hư đó. Kỳ đó cái cấu của mình biết sao hư không? Còn nó mà con Hạnh nó nói mẹ ơi con đâu biết muối nóng bỏ vô xay. Trời ơi hư cái cấu của người ta. Phải không? Nó nói con đâu biết đâu tới hư rồi nó mới nó sợ bị la nó nói con đâu biết đâu sao hư cấu vậy nó con bỏ muối vô con xay con đâu biết cái này chỉ 4 ký rồi ký 80.000 hả? Trời bán chi nhìn kia đụng hàng bưng đi trời rủ em ơi nhà đi ít ký nó bán dùm cho em ơi nhà nè bán dùm cho đường lộ này bán dễ bán hơn trong cái chợ ừ. Em bán một ký được rồi con nhà đây tao bán cho còn đụng hàng mà trời nắng thì cũng hơi đai cũng ấy có trời mưa thì mới hái được nhiều cân nửa ký đậu một cái nhiều hết nó cân nhỉ gạo trại này trời nắng nó mất gạo lắm ừ bởi vậy anh là một lọn chà bá lửa mưa gạo nó mất nó nước nó dính vô nó ấm rồi nó mất nước nặng lắm trời mưa đi hái gạo im dắt đeo sao trời không tự dắt hết à có nhóc leo đeo tới một cổ luôn nữa ghê quá ừ mỏ này xương máu không được trời nó ra thấy cho anh hái được con gạo đem về nhà bằng cái nhầm người trả giá đâu trời ơi gì 20 bát chứ 15 đi mà trời ơi chín mà em bán cái này chị ơi mười mấy năm nay rồi đó tôi bán gạo chạy này lâu rồi đó bây giờ chới mày giờ đi hái nó chứ hồi lúc trước anh với chới mày hái một cái vỏ này nè ha thêm một bát nữa một cái bọc
ở ngoài đó là anh giáp một giáp vậy đó, mà lội ra tới ngoài cái đầu kinh chính ở ngoài là ra mày gần tới nông trường ngoài á, ngay chân cái điểm. Ôi nông trường 10 đỏm vậy đó hả? Đâu có 10 đỏm cái này mày ơi, cái này ngoài nông trường ngoài này cũng đá ngoài này kia mà bên bầu gá còn biết sao tại bây giờ là ở ngoài nó phá ra cái đám lá đó rồi, trong quay còn anh cũng lội ra ngoài anh cũng đi hái à. Nó phá hết rồi, ngó bành bành không ha, năm lá trước cần ký có 12 ngàn, hái một buổi sáng như vậy là mà gần 200 ngàn á, hái vài thòn gì về cái ông nhờ ông tân à, không có tờ gì hết trơn á, không mình không bó không có tệ có nào tệ lại cho nãy giờ có ký gửi mà một đống này nè, ông nhờ bây giờ ông nghĩ tân tân đâu trả vậy đó. Ta đủ nặng chuyện khác mà chắc nghề nghiệp ta không bỏ đâu, mà điều ở đây không có rau mình học bị không có máu gì nữa. Cái ổng nhầm người nói ăn nhất mình, cũng nói đúng rồi, phá ra phá với tiền hết trơn rồi đâu có không, nó ăn nhất mình nó nghĩa bị hái nhất quá, bị hái nhiều quá cực nhất á, khùng lưng á. Tôi nói mà đều ăn thì nhất cũng nhất thiệt mà nhất ít, còn cái mấy người đi hái nhất nhiều tôi không nè, không đi hái tự cộng nhất nó chết đó, tập chơi á mấy người mua đâu có nhất, nó mấy người hái mới nhất lưng thôi. Thì đó đó tôi nói tôi hái mới nhất nhiều nè, cực lắm là mấy bả nó ăn ăn rau chạy này nhiều nhức lưng, nhức lưng á, nhức giò ừ nhức bả vậy. Tôi đi hái mới nhức nhiều nói mấy bà ăn ít ít. Tới chừng không ăn nó cũng nhức, bây giờ bệnh lạnh trời cho dũng ai. Chờ chế cái này ăn cơm đi. Đúng rồi. Cậu ra anh đi đâu? Đi xe đi nước cậu đó hả? Đi đường dầu chứ. Phải không? Không biết nó đại. Xe kia. Chiếc xe kia mà cũng ngang nữa xe đó đó. Xanh. Ừ mà đều nó dài. Vô. Cái màu trắng, xe kia màu trắng. Vô mời cả nhà luôn nha. Ngồi mà này mắc chết luôn không? Ồ rồi rồi. Nhưng cộng con chạy cái chế cắt là về nhà khỏi cắt lại nữa đó, là rửa là xong ăn luôn rồi, nó còn non á. Mua ngoài chợ nó dài thòn á, mà chợ nó vừa mới bán dài thòn à, đâu có cắt chi chế đâu. Dài dữ lắm. Chị mẹ ở đây mấy mẹ nó còn sao dài dữ vậy, nó nói trời ơi tội nghiệp quá đi, đi cho em bó được chút chứ cắt vắng nữa thì lấy gì em sống. Chết em hả? Ờ chết em. À, người chế thấy cộng cái tí tô này không? Ừ. Hồi nãy nó bán chứ không, nó dài dữ nè. Đó. Bởi vậy nhưng mà cái lá thì nó có khúc trên thôi mà cái dưới là cái sống để dài vậy luôn đó, là không lon chứ người ta bán người ta nhờ cái đó thì mình cũng đâu có cắm được giống như người ta bán cua. Bởi vậy mình kẹp thêm dây lạc lại hả, cua kẹp thêm dây gì đó, dây thì phải nó làm dữ lắm mà, cua cái là làm cái gì nhúng cát nước nữa chứ đâu phải là dây bình thường. Nếu đâu mà cắt mà vắng về mấy bả khỏi lạc, tôi nói giờ chịu không ký 30 ngàn chứ nó chặn trắng à. Trừ phi là cua mà nó chất lượng á không Tú chế, là người ta buộc cái cọng dây ni lông nhỏ à, là người ta không có vụ lấy dây đó, cọng dây ni lông nhỏ xíu à, là căng cua không luôn á, mà nó mất tiền nha, mà cua chất lượng lắm á. Cua nội mình mua mấy cọng dây thun là một con dây giải, cả dây giải mà cả 100 gram một ký, còn cả 900 gram. Nước nước vô ra nó nặng hơn cái nữa, cát nữa đó. Vừa nước vừa cát nữa chứ phải nước không đâu, nước nó thấm vô nhầm khi cái cọng dây tơ thun nó nặng từ 100 mấy gram luôn. Hai ba cái ta thấy con mày không dòng rau chạy này cắt mà để đêm gắn sáng thì nó ra mũ nhầm bạc cầu tăng hoài nhớ
mai mốt vậy đi. Khi nào ông ok ông điện cho tôi trước, mình đi tôi ở đây tới nửa đêm tôi về, hoặc là cái đường này như thế nào đó. Thì muốn làm một video thiệt hay thì mình phải đầu tư, mình ở lại, tôi cũng phải ở lại quay mới được. Có địa điểm mày đi giờ nào anh đi giờ nấy hả? À? Cấm là đâu có, ban ngày ban đêm nó mới ăn chứ. Thì đúng rồi, ban ngày cá nào mới ăn. Đúng rồi chứ. Được mưa xuông xuông cá này ha. Mấy gà chắc trời nắng. Đừng có mưa quá cá nó cũng dòi rồi. Nó chạy. Mưa quá cá nước lình tình nó đi chỗ khác hết trơn, nó đâu có dồn chỗ một. Nó lậu đi. Xuông ngang cái gì đó. Cấm cái. Ngon lành luôn, tình đầu. Vô. Ở đây không biết chỗ nào bán cá giống không? Cá gì? Ý tôi nói cá giống thôi, thật ra là mua ếch á. Chứ bắt nhái không được á, mua những con ếch, ếch giống á mình đi cấm. Khỏi cần phải mua bắt nhái. Một con có chừng 1.500-2.000 à. Con có con dế là cấm cao được. Được, nhưng mà nó tốn mồi lắm, nên mình cấm mấy con cá nhỏ cá gô rồi nó rỉa hết trơn. Nó mau hết mồi. Ừ, được con nhái ha, phải bắt được vài chục nhái con mà dễ gì thiếm. Ừ. Giờ vậy chứ nhái ban ngày dễ bắt á, để bữa nào ban ngày qua. Ở đây đám mưa dầm nữa, nhái bắt nhất. Khỏi mưa quá rồi. Nắng gì có mưa dầm mấy ngày nắng. Để bữa nào tôi qua tôi coi thêm một khu vực có nhái không. Bắt ban ngày dễ bắt hơn ban đêm nữa, nhái mấy con nhỏ. Ôi tôi bắt được chưa? Tôi đó chuyên gia luôn. Giờ bằng đêm tao xịt đèn, tao muốn chụp nó cũng chẳng ai. Trời, hồi đó bắt nhái một đêm mấy thiên đi bắt. Nhái con. Thiên là mấy ký chứ? Một thiên là 1.000 con có không? 1.000 con vô thiên. Có mấy chục ngàn hả? Hồi đó mấy đó phát rồi đó. Phát rồi bắt đầu cái nó hơi thúi thúi đó. Trời ơi, vô cái nó nhóc bắt đi mấy thiên. U vậy đó mà nó rụng vô. Bắt đi mấy thiên nhái. Bắt đêm là cái chục thiên đó. Đổ ủa rồi mắc mơ vậy tao lấy chổi tao quét vô bắt tay bắt sao nổi chụp mà đếm bắt chổi rồi quét mày là nó nhảy thấy bà mày có chụp nó mới bỏ vô bị được chứ chổi không, quét không có được. Có cái chổi quét là quét cá có nha cá rô á cái dạng cá rô nó lóng lên nhà quá trời lấy chổi quét ra luôn đó nó có bắt được bắt nó đâm ra nó rô ra nhỏ quất à có ông kia ông nước nguyên con cá phi luôn kìa ông thấy chưa ông nghe chưa nước sống nè nước đâu mà nước sống ổng bắt cá phi cái gì đó con cá phi nhảy vào họng ổng rồi nó bắt đi mổ còn cá phi ví dụ nó cũng tàn nhẫn lắm nghe nhiều cái lắm có ông kia ở trên mình mà khúc bài hiên á ông bị đâm bên trong cái tay á cái cá phi rồi nhầm dùng người ta kêu ví dụ ở dùng cái em kia mà cá phi mà nhầm dùng kia bằng cá gô phi á cả nhà con cá phi mà nó hay nó nổi nó dễ ăn lắm á đi theo đàn á bị đâm cái tay nó phải là cá phi đâm con cá liên nó có cái sống trên cái lưng đó đó con cá phi nó có á đâm vô tay ổng hả rồi nó làm độc gì hả tốn mấy trăm mấy triệu con cá phi á ông nội kia nuốt nguyên con cá phi nữa đúng mà nó không vô nó dính lại thì nó dính lại phải mổ đúng là chuyện trên đời cái gì cũng có hết rồi đĩa nữa đĩa nó dính cuốn họng nữa mấy cái vùng nào không phải là vùng mình ở đây ha giống như đi mà làm ruộng đó khát nước uống nước ruộng á cái đó chuyện đó chuyện bình thường rồi thì mình uống nước cuộn thì bảo đảm mình xưa giờ dân mình hết ai cũng từng có luôn á rất là nhiều người từng có cái vụ mà uống nước rồi xong rồi ruộng nữa hiện bây giờ đây nè anh đi lội đi bắt ong đây mà uống xuống uống nước kinh là với bình thường thôi thì cái trên ruộng nó cũng chảy xuống thì cũng cái kinh vị sát bên ruộng bình lừa chứ nó cũng trong cái húp á tôi đố vậy gì mà có cái bà này bà bị là đĩa đeo đĩa vô cuốn họng là cái vụ đó đó húp uống nước xong rồi đĩa nó vô đây nín đây nghe cái hoa hầu nè thì bác sĩ cũng hỏi nguyên nhân tại sao mà đĩa vô đây cái mình quả tao không biết nguyên nhân sao cái bên nói là cái nhớ sực là uống nước của mày ruộng uống nước của mày kinh mày ruộng rồi kia đó chuyện thi hủ mà hồi đó đĩa quá hả ta bây giờ đâu còn đĩa không biết nữa đâu giờ dắt còn đó đĩa cũng còn ơi chỗ nào có trâu được có đĩa đó
đa phần người ta ông bà xưa ta nói là đúng thiệt đó nghe, chỗ nào có trâu là có đĩa đó. Đúng rồi, mà cũng không có được mấy con nữa. Trời ơi, ông qua bên sớm tôi kìa. Đó là như là cái bánh canh luôn đó. Ừ, người ta ăn cá là như cái bờ ruộng bên đây với bờ ruộng bên kia mà chạy ngang, mà nếu mà con đĩa nào mà không đeo đó là người ta thua cái gì, người ta cũng thua. Ừ. Còn bây giờ nó bớt dữ lắm rồi. Theo như anh nghĩ chắc nó nuôi bắt thằng vịt nó rút nó ăn hết mẹ. Xong phân thuốc rồi á. Ba cái khóa học dạ, dạ, chắc không được 4 kg, có 2 kg rưỡi nó mua hết vào. Cái phân thuốc rồi. Có 3 kg. Dôi mình nè. Ừ. Dôi mình thấy nó gãy chứ đĩa nó quéo đó. Đúng rồi. Còn con nó dạ. Có gì? Ờ, con cu đắt hả? Cu đắt. Bữa hổm một cặp lận bây giờ sao mà lẻ lâu vậy? Thôi thôi. Ừ, thấy tội nghiệp quá. Sao còn một con vậy? Ừ, thì sao? Chim á, những loài chim thường thường nó trung thành lắm, nó một cọc, còn nó một cặp là một cặp một á. Ừ, hai con lận mà sao với lại còn. Thì ai bán chắc, cái này én nhạn người ở đâu vậy? Lẻ lâu thì én nhạn. À, đúng rồi, tôi nhớ cái vụ bữa hổm tôi không nhớ ra, bà là do ông ngoại không cho bắt chim mà biết sao không? Ông ngoại nói đắt lại chim đậu. Con đó nhớ. Quay con đó đây. Ok. Thấy cưng quá à, con bữa hổm một cặp lận thấy cưng lắm. Rồi nó bay rồi. Xe chạy đi ngang quẳng rồi. Tao nói đắt lành chim đậu á ông nội ơi, cái này đắt lành rồi đó. À, đắt lành rồi, chim nó ở đây đậu đó. Nó kêu không thấy cưng không ta? Ừ. Thấy gừng thì chắc. Đắt lành chim đậu, đắt không lành thì chim bay. Chạy về nó quá. Chắc công nghiệp chim bay hết. Đốt. Con vịt thì kìa. Vịt mình vậy. Bốn giờ mười phút à, thấy tối đuôi kìa. Trời cũng mưa. Mấy ký anh lý yếu để bỏ vô không tới có 4 ký, có 3 ký rưỡi rồi, còn trong đây không tới nửa ký. Dấn khủng gì về còn sắp còn tê lại nữa. Bà nói ăn này nhức mỏi dữ lắm. Ừ, bà nhức. Thằng không mái nhức gì, tu nhức muốn chết luôn. Em thấy bên kia bên sông á, con cá tôi gặp bà nào bà kia bà hái hoài vậy. Mà chắc thấy không hái không có nhiều hơn chế đâu. Không hái được chạy rồi bà nói dắt đeo quá trời đeo. Ừ. Bà mình nghe bà nói mình cũng ớn ngẩn chết. Đi lùi lùi câu cá hả? Mày sợ dắt sao nhớ? Không phải là sợ, mình sợ nó đeo mình không hay thôi. Chứ không phải là nó sợ nào đó. Nó tự gớt hả? À? Ừ. Nó không có gì con sợ nó đó. Đeo mà không, nó không có mình không có hay nó đeo á, nó đeo rồi một cục tuần cho mập lùi lùi á, bực bội hả, cầm nó tới đốt không á. Tôi bắt được đó, cái cầm tôi đốt coi luôn à. Tôi đi bắt ông ở ngoài cái nông trường ngoài này. Được một trời ơi, vô đi vuốt không trời. Gớm gì? Ừ. Nó quản luôn mà. Nó đeo trời ơi. Không có ai nào nữa. Nên tới cái lỗ tai luôn, vuốt không. Đi giật chưa đợi, giật sáng sớm là vuốt không. Mùa xuân á, mùa xuân nhiều quá. Ừ, nhớ ngoài chỗ nằm đó. Nó rút đi đâu không biết nữa, đỡ. Nó đeo đỏ chân thấy ghê nha, nằm đó nhớ. Lỡ không có mình nó hút máu ai mà nó sinh sản được ha, hay ho dữ vậy trời. Thì nó đói, nó có cơ hội.
3,5 kg còn nhiêu đây. Không tới 4 kg. Kêu thấy cu á. Ừ. Còn nãy ra. Ừ. Phải cái gì đó đó. Phải kêu đó. Thấy cưng liền. Cu đất á. Bữa qua đầu cái xuống săn cụ rồi lực. Hùng hổng hai con mà giờ mất hết con, nó bị ai bắn chết hay sao đâu mất. Con bắn thấy ra nó. Nghĩ cũng tàn khác. Nó thiếu gì mà, đi mà ăn uống thì phải chi nó bự chừng vài trăm gram mà cũng nấu. Không, tôi tưởng tượng nha nghe. Dù ăn kim á, thật ra thì mình cũng không phải là mình tự bí gì. Ăn kim quá, ăn kim lắm thiệt. Quá ăn kim ăn gà vịt. Mà nghĩ tội nghiệp cái á, mình đỡ bắn chết con mẹ nữa rồi. Mấy con ở nhà ai kiếm ăn cho nó ăn trời. Ừ, tội hàng. Thấy tội. Mà tôi đó tao bắn kim, tôi có mua, tôi mua ăn không à, mua ở ngoài ăn không à. Mà cái đầu của đèo ra bắn chết nữa cái gì. Lỡ con mẹ chết là con nhà đợi nheo nhóc con chiếc đóng. Đợi mẹ đem muốn màu về ăn. Bởi vậy đổi mình thấy mình tính tội, cái tội. Mà đi bắn chim sao tao ghét quá mẹ ơi, không phải tao nói. Mình thấy mình tội thiệt. Thằng gà ăn vịt đi, tôi còn ai cắt cổ đi tôi nhổ lông chứ không giờ cắt cổ. Thằng cái có... Cắt đi tôi nhổ lông. Có già ba người á, cả nhà nếu mà cả nhà xem tới đây có già ba người bạn bè rồi kia rủ em đi theo bắn chim bắn cò rất nhiều, nhưng em của em quay phim đó nha, của em làm video nhưng mà em không có làm những cái chủ đề đó, em không có quay lên chim chút xíu nữa mình bắt đầu mình nói mình tự bi hoặc mình cũng ăn gấu hết trơn à. Chứ mà không phải mình nói gì nhưng mà mình còn đi bắn mà không, mình kêu quay phim nhưng mà không có đi vô đó bắn chim nữa. Coi phá kìa kìa, thấy chưa? Ló cái mỏ ra đi mẫu gác rồi. Chuyện đi săn bắt đồ này kia ra mà cũng muốn đổi mới video săn bắt đồ này kia cho nó hay ho, nhưng mà mình thấy săn bắt cho người bắt cá thì cho nó lành hơn. Nhiều người kia bắt gắn nữa. Mà cái việc đi theo quay phim thôi chứ không có gì chân á. Bắt gắn thì nó mình thì mình sợ gắn ghê á. Mà không dám. Thôi. Đi đù 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 sợ thấy mẹ. Có một đợt tôi bị gắn gượt hết lần rồi. Sao con quỷ ghê nó quất cái chào đồng hả? Tôi bị gắn gượt hết lần rồi. Nó mới gặm gì? Không biết, không phải chắc gắn cái dạng mà gắn nó mới gặm nó mới gượt. Không có độc á, nhưng mà nó cái dạng nó hung dữ thôi chứ thật là nó không có độc á. Mình đang đi câu cá. Mày nói vậy chắc chưa biết gắn mới gặm nó thôi nhá. Gắn mới gặm trời gặm gì cắn cái gì chứ hả? Cái câu nói gì đó. Không gắn nó độc lắm. Không có gắn nó có gượt đèn nè. Anh đi gần rồi. Chết. Tôi sợ lắm. Tại vì mình cũng không biết nhìn gắn nào độc, gắn nào không độc nữa. Cho nên mình thôi. Giống như là người ta cũng hay nói ví dụ mà nghề bẫy gắn rồi đó. Bẫy một con ở trên dính ở trong phải không? Nhưng khi còn con ở ngoài. Con có con máy đi chung á. Nó đi kiếm ha. Đợi lơ mơ mày bắt con kia là ở ngoài nó nạo mày nè. Mới vậy, ui ghê gớm như con bông bóm thấy ghê quá. Anh tôi cũng không có dám đi gì mà kêu tôi đi đó, tôi cũng không dám đi. Cho mình an toàn mới chúng ta làm. Video hoặc nhất mình làm cái đó. Có người xem thì không có vấn đề. Hấp dẫn cái gì? Xem thì trên mạng nó cũng rất là nhiều những cái vấn đề đó rồi. Mới thấy giác chiều này gió thổi mát. Mát à. Em là coi em lên Bạc Liêu mà nóng chịu không nổi luôn. Nóng chết luôn. Nóng.
Cái quần gì cũng hết. Thằng nó còn ngủ hả ta? Ủa em có chịu nó miếng này nè, chế nè, chế lấy mấy miếng mới nè. Kéo nè, để cắt ra cho. Này của tôi. Không lấy mình của tôi. Của ai nó ăn chứ? Đúng rồi, vậy cho nó dễ. Sộn vô đâu được, mình ăn. Tao chứ ăn thử rồi. Coi em mớp ăn ok không? Ngon là cành đào không? Ngon rồi đó. Ăn vừa vừa ăn. Tao ăn không biết ngon không chứ tao ăn vừa thấy được. Được, im mà. Trời ấy, quên. Có cái xuồng mà không có cái dầm. Không có cái dầm hả? Là không có cái giá đúng không? Chút ăn ngon miệng nha. Vui nha. Dạ. Ông nói ổng nói chuyện cho đang để tôi nhắn tin cho ổng mà. Hơi cũng hơi nghịch giờ quá. Bên đây thì mình 5 giờ, bển 5 giờ sáng, 4 giờ rưỡi à. Người ta ăn sáng uống một hơi rồi này nọ. Bởi vậy tôi nhắn tin không mà chứ tôi đâu dám mà gọi đâu, gọi sợ phá giấc ngủ mất công. Gói vô bằng cái lá. Lá này lá gì mày nhớ? Là tía tô. Tôi quên. Bất cái lá này tôi nên thấy. Mà nhớ nè, thích ăn lá này của ta. Mỗi lần tao thấy thịt nướng là lúc nào cũng lá này. Tôi nhiều người ta thịt nướng người ta mua ba cái mà cải xá lách đồ đó mày không khoái hay gì? À, tôi làm biến gói á. Tôi khoái ăn những cái lá bình thường thôi. Ăn bánh xèo rồi tôi, nếu mà ăn sống á, tôi khoái ăn cái này nè, lấy tía tô á. Vô. Mà hơi là cái gì nữa ta? Bà nó chuối á. Lâu quá, không có bà, mới ăn bà. Ông già sao tôi sau này hả? Ông đặt bùa dính một đống ở Bạc Liêu. Đặt lợp á. Thấy không ta? Chắc vô khu mùi đổm quá. Đổm gì ở Bạc Liêu, mùi đổm ở đâu ra ông nội? Ông ai cho ông vô đó? Thành phố Bạc Liêu. Rồi đặt chính cá lóc 2 con, chừng 2,6 kg vậy. Nó lâu cái lợn mất tiêu. Nó lâu cái lợn nó mất tiêu luôn. Đặt vào á. Mới đây vậy. Nó hàng mới. Gùa một đống luôn, tôi tính bắt về vài con tôi nuôi rồi, mà tôi không biết nuôi sao, tôi không bắt. Con bay lớn này cũng có nè, con bằng cái tô này cũng có nữa, bằng cái gỗ không có luôn. Tôi tính bắt 2 con tôi nuôi chơi, tôi không bắt. Tụi dân lưới dính gùi nó có thương chị Bạc Liêu á ông nội. Dân lưới dính á. Dân
bữa là dính được 4-5 con vậy. Không, tôi đem thì thả hết trơn. Rùa đó có mà chấm cái hồ như ông chín chịu nặng gì đó, cái ông bỏ vô nuôi. Nuôi em tới nuôi kiển mà sợ nó dơ cho nên thôi. Hai nước hoài mệt lắm. Ở cái màn đó nên không dám bắt về nuôi. Nuôi có bắt nợ nó nữa. Không cho ăn hả? Ăn hả cái gì? Sợ nó dơ lắm, vệ sinh đó. Mấy chú mời như hết lúa ăn ha. Còn chỗ quá nữa. Thấy muốn hết là gì vậy? Còn. Phá lục đục chứ phá và cố phá. Ăn dịch đó hả? Ừ. Hiền cũng có hiền mà lục đục chứ phá dữ lắm quá. Ngạo đây ngạo. Một chế. Hẹn lên Tú rồi, miếng nhỏ nhỏ này được rồi. Rồi ngồi cho tôi đi đám ma không? Đám ma chia đi hoài cho ông nội. Có ai đi chung nữa không? Thôi. Xong nhóc anh em. Hẹn ngồi chơi. Đám ma thì người ta cần nhất là cần... Anh em lại đông? Đông. Ở khuya ở lâu. Bài đồ, đúng cờ đồ. Ở lâu hoặc qua hoặc ra là để cho khuya đỉnh cơ cái đám mà nó cúng cũng có biến tướng rất là nhiều về cái vụ của đám ma, biến tướng về cờ bạc đánh bài á. Nó hầu đi đám ma mà nó mơ kêu để vô chạy như tao ở nhà rồi đi đám ma đi tối gì á. Thôi thôi đi ở bản sáng thì hả gì ông mộng đi không về không nổi mà công họ bởi những... Tôi thời có tuổi trẻ tôi cũng đi đám ma một cái tôi đi lần quát một cái tôi đi đám ma về người ta tôi ngủ dưới cái hại không à mấy lần rồi đó đâu có chỗ ngủ đâu thì có chỗ ở dưới chân cái hòm thì nó rộng nhất chung ở dưới nằm ngủ không trời ơi gặp con nhỏ kia hả há đúng nhỏ đẹp lắm tàu lao biết đâu ông nội ai là tôi mà thời điểm đó mình nghĩ là nó đẹp thôi thật ra là tâm hồn không có mê gái chỉ mê chơi thôi sao không có gái cũng không có mê. Mình chỉ biết nhìn thấy nó đẹp thôi, thật ra là không có cái vụ mà nói chuyện với nó luôn á. Nó đẹp có gái lắm, ông già nó chết. Ôi ôi, mình đang nằm dưới cái hàng á, giống như là mình cái hàng nó còn hở ở dưới đó. Nó nằm nó đốt cái vàng bạc á, nằm kế bên trời nó khóc thước mướt mình ở đây, mình cũng khóc theo luôn vậy. Cười. Ăn ủi rồi. Cái hàng cười ôi, cô nhát chết cái biết có dám nói chuyện gì đâu mà cũng ấn tượng được chỉ là nó mình biết nó đẹp gái thôi. Hồi đó nó làm trong cái công ty xổ số Việt Nam nè, hơi lộn Bạc Liêu á, cái con đứng nó quay số á, nó làm đó đó. Rồi mình chỉ nhớ là bắt việc đó thôi. Đi nhậu đi xuống dưới chủ yếu là ông già của thằng đó là thằng nhỏ đó là em gái của nó, em gái của thằng quay dùng ca nhớ ơi. Lâu được chứ. Thưa lúc mà tôi mà đi chơi dữ lắm á, ăn nhậu á, mà không có mồi màng gì hết trơn á, đám ma là người ta đang nỉ tôi không á, ở lại đi chơi đi, 2-3 giờ sáng hay về, chi với ông nội, để giờ mà ông cúng cái đám ma á, sao này mới biết vậy đó. Vậy sao cũng có bài á để giết thời gian biến tướng nhiều lắm, biến tướng nhiều đến bài cờ bạc vô cái vụ cờ bạc lớn luôn á, chứ không phải là bánh nhỏ đâu. Vừa đánh bạc tiền này kia lớn mà vừa có cơm bưng nước cốt rồi đủ thở đói đâu, phải mà người ta ưa cái lợi dụng cái đám ma ta chơi đó. Bà lớn lắm chứ không phải với bà nhỏ đâu. Ít nghe quýnh chấm mà cũng đỡ sợ ma. Đậu con chúa ít quýnh lắm. Đạo Phật quýnh liền luôn nữa. Mọi cái đạo nó khác nha.
mà ít quýnh trống gì đỡ sợ ma nè. Tôi thấy có gì đâu sợ, đúng là không quýnh trống sợ người chết đó, sợ quýnh nghe tùng tùng quýnh sợ ma. Ông chính bạo chắc việc chính đó quá. Má nuôi ổng mà. Má nuôi tao mà. Trực kiến phải làm tiếp rồi này kia mới được. Chắc là ngồi nhậu không có được. Ổng nhậu ổng ẹ ẹ em. Không nói đâu em chính bạo. Thế bình thường thì ổng lại nhà anh em nhậu cá chứ còn cám thiệt à. Cám ma. Ổng lại ổng lăn xăng lúc trước ổng làm dữ lắm. Quá làm tiếp. Không được. Cơm nước cốt rồi đám tiệc. Không được chỗ đó ra. Không được chỗ đó ra. Đám ở nhà bạn bè luôn chị. Được chỗ đó. Bác ba hôm qua bác gọi tôi bác khóc quá trời. Bà cảm hả? Nhớ trong lần. Nhớ. Bà nói nó còn ở đâu đó đó. Nó chưa có đi về. Nó đi chơi nó chưa về nữa. Bà nói bà tụi tổ chức là đi bận khắp. Bà coi video của tôi á. Bà coi bà hay hào. Bà hổng nó ngồi đây nè. Không có thằng Kiên với con cách lại lại đi chơi đó bữa đó tôi hỏi thằng Hào á con làm gì con buồn vậy tám đầy mắt kìa tám đầy chết rồi đó chú nhớ nó nói tôi vậy đó rồi bả thôi rồi khúc đó đó nó trời nó nhỏ mà nó biết vậy đó con tám đầy chết con buồn á chú nhớ tôi mới kêu tôi muốn khuyên bả đừng có coi những clip đó nữa. Thôi, để đi, để người ta chừng nào mình nguôi ngoai đi thấy, chừng nào mà mình nguôi ngoai đi rồi hả xem lại rồi coi như kỷ niệm thôi nguôi ngoai hết trơn đi hả xem lại chứ đừng bây giờ đừng có xem bà coi bà nói là nó đi chơi nó còn nó chơi đi chơi chưa về thôi trời anh tôi chết còn nhỏ xíu còn má tôi tới giờ bà còn nhớ nhắc hoài dễ chứ đừng nói già mà mới chết mới có 6 tuổi mà còn chết tới giờ bác nhắc hoài anh đi xuống dũng rửa mà ốc mà té xuống con quỷ nó bắt con xuống chết queo ông đại cũng nói cái trời cái cây đụng đỉnh đó bả đốn về là con quỷ nó ở chân đó đó không biết không dạ rửa ốc với té xuống nó chết queo không hay đi tiếp vòng đã tại xuống mương mà cũng nằm ở dưới vớt lên nằm một đống có người anh em ở miền Bắc bình luận nói là người miền Tây nhậu rất khác người miền Bắc để tôi nói ông Tú nghe thì nói thầy ông nói đúng thiệt người miền Tây mình á như hồi nãy giờ em với anh Tú này nếu mà người mà xem tới đây á hồi nãy giờ cũng từ đầu mùa đó cuối đây đó cái chai này tới đây là có không đấy hồi nãy đầy không gần đầy gần hồi nãy là gần đầy nè mà còn bao nhiêu đây đó làm nửa lít không tới nửa là người miền Tây á chắc ông nói là người miền Nam chứ không phải là miền Tây nhậu á thì thời gian mình ngồi lâu mình nói chuyện nhiều còn người Bắc là lia lịa hết trơn á ta làm gốc rẽn ha ta nhậu ra làm lia lịa chân ha mình không kịp không kịp nghỉ mệt tới là tới nữa rồi đó uống lia lịa chân chứ chắc phong tục ta dĩ quá à, người Bắc á không có em có đi cái miền Trung rồi thì cái ông đó ông cũng giải thích ai mà như người mày đó nhậu gì mà ngồi từ sáng tới chiều có nhiêu đó cũng vậy à ở đây nhậu lia lịa chứ con cốc rượu hết trong dầu bởi như ta biết sao không ông nói vậy nè để dành thời gian để còn đi làm cũng hay ho thiệt vừa thời gian đi làm uống nhanh lắm ông kia ông đi ăn sáng á ông cầm thêm chai rượu chai có bao nhiêu chai gì nè ông làm lia lịa chứ á nhanh lắm để người ta ông còn đi làm phải ta đánh nhanh rút gọn ta ấy nào làm công việc khác nữa chứ chứ không phải mình ngồi dưới thời gian một lít rượu mà một lít dầu kiểu đó không được đây từ từ vậy tôi còn hơi nhanh đó đấy nhầm người còn chậm nữa đó nhầm khi còn chậm nữa cái nhà chứ chứ không phải vậy là nhanh đâu
không có hai đứa mày là mấy mũi rô má không gài tốt, dữ lắm tốt rồi. Mới vừa bắt đất xanh ung thấy cưng, rồi nó nghĩa rồi, không còn cái trà dưới không. Mang dữ hay là con vịt chim ăn nó dữ lắm. Ăn được chú non thì nó cũng quất lắm, nó ăn thêm không thêm. Mãi con quạo với tôi nó lãng giang vô với trời. Thế mà hết cục rồi luôn, cặp nó lên nó đi. No đó, tôi ăn vài miếng chơi là vừa miệng nghỉ à. Cốc lết, sợi cốc lết. Nè, không ăn, rồi cho nó cạp á. Cho nó lớp kỳ đó. Còn cái này còn thịt. Để nhậu người ta thì cho mấy đứa nó ăn, còn nó cưỡng cái xương. Mà cá chó nó không thích ăn thịt nhiều, nó khoái cạp xương hơn. Ừ, với mà gân gân á, trời nó ngạ cạp. Chứ không phải mà cho thịt là nó khoái, mình cho xương nó không thì nó mình độc ác với nó thật. Ra thử nó khoái giống, xương, nó khoái gân xương. Gân á, mấy cái chứ không phải là mình giống như giò ăn heo rồi. Món ruột nó đó, gân gân nó khoái. Yeah. Từ từ đi nhớ, chút đi nó lỡ đi. Gốc ở đâu rồi chào bà con cái luôn rồi kết thúc luôn. Ủa sao? Rồi sẵn mình cũng nghỉ nhậu luôn rồi, nhậu hết nổi luôn rồi, bệnh lắm rồi. Thôi đỡ rồi em vô trước anh Tú luôn, em cũng video cũng hơi dài rồi. Chào cả nhà, hẹn cả nhà video sau nha. Bữa nay là chơi video dài luôn, tại lâu lâu quen lần mà. Thôi sẵn đây cũng chúc cả nhà cho sức khỏe, chúc cả nhà luôn rồi. Sẵn cũng gửi lời những người mà anh em gì đó, người anh em này, hoặc là cô bác gì đó có hỗ trợ cho anh Hào vừa qua chứ gửi tiền. Nói gì tôi cũng xin chúc cả nhà bình an mạnh giỏi, là cho nhiều sức khỏe, chúc sức khỏe hết thì mà vạn sự như ý. Với thằng cũng gửi lời cho thăm cô Dung rồi với cô Tư rồi cho mạnh khỏe vui vẻ, với mà chị nuôi đồ đó coi được video này em gửi lời thăm với anh Toàn Lê đồ đúng rồi, quan trọng anh Toàn luôn, anh Toàn luôn gửi lời thăm hết trơn luôn mấy anh chị em nào á. Anh Toàn ơi, nếu anh có coi video này á, nếu ông Toàn, anh Toàn nhớ tuổi hơn ông. Ông Toàn có coi video này thì anh Toàn á thì gửi lời thăm hết luôn tất cả luôn mấy cô bác anh chị, chúc sức khỏe nhiều. Nếu mà có sai sót đôi khi một cũng quên bỏ qua cho em cũng chứ không có nhớ nhiều ở cái nhà sai sót. Chứ mà mình không phải là mình ngồi đó mình suy nghĩ, mình nhớ từng tên một. Có khi cũng quên, mới có sơ sót thì cũng bà con cũng bỏ qua. Anh nhớ là cũng hỗ trợ nhiều lắm. Tới anh Tú là anh Linh nè, cô Dung, cô Tư, anh Toàn. Rồi còn quên anh Linh nè, anh Linh ơi. Anh Linh đồ, anh Toàn ơi. Bởi vì mình mới nói mình không có nhớ được. Đôi lúc mình cũng... Linh ơi, anh có coi video nè. Với anh ở An Giang rồi. Chúc anh sức khỏe anh Linh ơi. Chúc anh sức khỏe nhiều. Chúc hết sức khỏe hết tất cả. Cảm ơn cả nhà đã xem tới đây. Chào tạm biệt. Hẹn cả nhà video sau. Thì mọi người mà nếu mà em video hơi dài thì mọi người năm nay cứ quay với hơi dài. Nếu bà coi được phân nửa thì dừng lại, năm mai coi tiếp vậy thôi. Tại vì em ra thì cũng nhậu nhiều đâu có nổi đâu. Mình làm mà cũng khoái làm về chủ đề ăn nhậu mà, nhưng mà mình khoái chủ đề ăn nhậu dừng nói chuyện như những miền Tây mình, nhưng mà em nhậu không có nhiều. Thiệt luôn á. Thôi bye bye cả nhà. Thôi chào cả nhà.